Xin chào toàn thể quý vị khán giả thân mến đang theo dõi clip của DVH Audio nha. Trong chương trình ngày hôm nay, DVH rất vui mừng lại được giới thiệu tới toàn thể quý vị khán giả thân mến những cái sản phẩm hoàn toàn mới quý vị ạ. Trong chương trình ngày hôm nay, quý vị thấy không, cái loa nó rất là nhỏ xinh, cái loa cột B52, model của nó là BVK2875 quý vị nha, tức là 2 bát 8 inch. Con này là 2 bát 8 inch côn 65 từ thường và một chiếc tép côn 75 từ neo quý vị ạ. Đó, loa nhìn trông rất là gọn quý vị ạ. Đây loa nhỉ, so với găng tay của mình nhỉ. Đấy, bè ngang bằng đúng găng tay và nhỉnh ra một tí xíu. Loa rất là gọn và DVH thì đang cắm cọc. Đây đang cắm cọc lên một cặp súp đơn Martin. Đó. Với một cái cấu hình như này thì ứng dụng sẽ rất là tuyệt vời cho những cái không gian ví dụ như là nhà hàng hoặc là các cái phòng họp ở trong nhà, những cái không gian nó nhỏ nhỏ, hoặc là quán cà phê quý vị nhé, quán cà phê ca nhạc chơi cấu hình này là bao đẹp luôn. Và nhìn rất là sang, nhìn cái loa nó khá là thon và gọn quý vị nhé. Loa rất là thon và gọn. Đây, DVH thì sẽ quay qua cái thông số kỹ thuật của nó. Nó sẽ in ở phía sau này cho quý vị xem qua một chút nha. Ok, DVH sẽ lấy nét máy quay này. Cái này có công suất là 750W liền. Ôi trời ơi, loa thì nhỏ nhỏ xinh xinh thôi mà công suất này khá là gớm quý vị ạ. 750W liên tục và 1500W peak này. 8 ohm. Độ nhạy này, 110 dB là cho tép này và 98 dB cho bát. Cái đó hãng thì họ ghi rất là rõ ràng, ghi rõ độ nhạy cho bát riêng và tép riêng quý vị nhé. Giải tần từ 90 đến 18k. Nhưng mà tuy nhiên là cái loa này DVH vừa lấy đã setup và đã hát hò alo thử rồi. Setup cái loa này thì nó phải có mẹo quý vị ạ, chứ nó sẽ không như các cái loa full bình thường. Và đặc điểm chung của các cái dòng loa cột rồi, có lẽ là đặc sản của những cái dòng loa cột rồi, là cái lời nó rất là nhiều, rất là mạnh. Nhưng mà tuy nhiên là cái điểm yếu của nó là cái trung trầm, cái giải trung trầm nó rất là yếu quý vị nhá. Tức là DVH đang phải lấy mid low từ sub lên để cõng cho loa rất là nhiều, chứ mình không thể nào mà mình đánh như là đánh loa full bình thường được. Quý vị biết tại sao? Cái loa full bình thường cái thể tích thùng loa nó rất là lớn. Quý vị có thể thấy kể cả cái loa full 325 thôi, cái thể tích thùng loa có khi nó đã lớn hơn cả cái loa cột này rồi. Hoặc là cái loa full bass 30, hoặc quý vị có thể so sánh ở cái loa live array ở phía sau. Cái thùng live array thì nó to hơn rất là nhiều, nên cái thể tích không khí ở trong nó lớn hơn rất là nhiều, nên là nó sẽ cộng hưởng được cái giải trung trầm. Còn cái loa này thì nó chỉ chơi tốt được cái giải lời thôi quý vị ạ. Cái giải trung trầm thì nó rất là yếu, cái giải trung trầm nó khá là yếu, nên là chúng ta setup phải khéo một chút. Nhưng mà ưu điểm là gì? Ưu điểm là do bass nó nhỏ nên là cái phần lời thì nó khá là tốt quý vị nhé. Phần lời nó khá là tốt luôn. Và đặc biệt nữa là loa này thì kết cấu là thùng bằng nhôm, thùng loa bằng nhôm, lưới loa cũng bằng nhôm, và nó không phải là sơn mà cái này là mạ luôn. Đấy, thông số từ nhà sản xuất luôn quý vị nhé. Đây là cái này là người ta mạ luôn, nên là nó rất là bền, có thể phơi mưa phơi nắng được luôn quý vị ạ. Đó, mưa nắng tức là có thể sử dụng ngoài trời cũng được. Và cái bát ở trong thì màng đã phủ keo chống nước rồi quý vị nhé. Đó, nó rất là đẹp, rất ok. Nó thùng loa bằng nhôm này, rất là đặc biệt, rất là hiếm trên thị trường. Chắc là rất ít cái loa làm vỏ bằng nhôm. Đó, cong cong này, mặt trước mặt sau cong cong này, nhìn rất là đẹp. Nói chung là cái loa hàng nhà máy người ta làm thì trông nó rất là khôn quý vị nhé. Trông rất là khôn, khá đặc biệt. Và cái cấu hình như này thì mình thấy cũng rất là đẹp này, rất là đẹp. Ví dụ như là quý vị dùng cho những cái không gian nhà hàng tiệc cưới nhỏ nhỏ, hoặc là cà phê ca nhạc, hoặc là các cái phòng họp hội trường nhỏ nhỏ, cắm cọc lên như này, cắm cọc lên, hoặc là loa này có thể treo tường được quý vị nhé. Loa này treo tường thì quý vị mua có cả giá treo tường cho loa này luôn thì sẽ rất là đẹp, một cái cấu hình rất là ok. Hiện tại thì DVH đang để một chút gọi là nhạc nhẹ nhàng thôi. Thì cái loa này thì nghe qua điện thoại có lẽ là quý vị cũng phải nhận xét chắc phải được 7-8 phần luôn. Tại vì cái loa này thì cái lời, cái chủ yếu là cái củ bát nó rất là nhỏ ấy, bát 80, bát 20 mà. Nhà lời nó sẽ thể hiện nó khá là rõ ràng. Và đặc biệt là kết hợp với cả tép neo nên là nó sẽ cho ra cái tiếng lách tách ấy. Nó rất là nổi, rất là rõ ràng luôn. Ok, thì ngay sau đây thì DVH sẽ test thử một chút nhạc nhé, và một chút karaoke, và mời quý vị cùng thưởng thức chất âm của cái hệ thống này. Dàn máy ngày hôm nay thì vẫn như dàn máy phổ thông mình sử dụng mọi ngày thôi, vẫn là những cái dàn máy mà mình hay test live array mọi ngày, và hôm nay thì mình test luôn vào cái hệ thống loa này. Ok, và mời quý vị cùng đón xem, cùng lên nhạc nào. Thank you.
thể thấy cái tiếng tép nó rất là nét quý vị nhá, nghe những cái dòng nhạc nhẹ nhàng phòng trà này rất là ok luôn này, tép neo quý vị có thể nghe đấy, cái tiếng tép nó rất là bén tươi. Và ở đây thì DVS để đánh phẳng hết đây này, đây này lai nhạc, đây này lai nhạc này, đang cho bass lên một chút xíu rồi, máy quay lấy nét hơi chậm một xíu, đây này lai nhạc nhá, DVS đang hơi tăng bass một xíu này, còn đâu chung và tép là để phẳng luôn, chung và tép để phẳng luôn nhá. Đây lai nhạc đây, đang cắm từ iPad xuống đây, đang online này đó quý vị thấy không, đó tép để phẳng luôn và cái tiếng tép đã rất là tươi rồi, các nhà sản xuất là đang cố tình là cho cái giải tép nó đang trội lên. Okay, nói chung là nghe nhạc rất là ngon lành, ok. Ngay sau đây thì DVS sẽ test một chút karaoke, mời quý vị cùng đón xem ạ. Trên tay DVS là cây micro DB Acoustic model là PH6000 Plus, đây vẫn dàn máy y nguyên như mọi ngày quý vị nhá, và mời quý vị cùng nghe qua cái tiếng micro. Đây, loa nhỏ thì chắc chắn rồi, cái tiếng micro nó sẽ rất là lợi luôn. Ở đây, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó, quý vị thấy không? Ép từ neo cho ra một cái tiếng xì nó rất là tốt. Đây, quý vị có thể nghe cái phần lời, cái phần mic này. Alo, 1, 2, 2, 4, 5, 6. Đó, quý vị thấy không? Cái tiếng xì nó thể hiện rất là tốt nha. Mà đây, mic là để phẳng hết 12 giờ. Đây, mic mình còn đang phải giảm bước tép xuống này. Đây, bây giờ sẽ để tép phẳng lên xíu nhé. Đó, bây giờ để hết 12 giờ này, quý vị có thể thấy này, tức là mic không cần phải can thiệp gì cả. Mời quý vị cùng nghe lại tiếng micro nhé. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hơi bị thừa tép quý vị, hơi thừa tép. Đấy, đây là cái loa này tép nó đang khá là mạnh. Nếu quý vị setup làm cái loa này thì mình giảm một chút xíu tép xuống thì nó sẽ đều, nó sẽ ok. Còn cái tiếng, cái giải chung của cái mic như này là khá là ok rồi. Tép thì quá đã, tép quá đã luôn quý vị nhé. Nàng đẹp như ngôi sao sáng cao trên trời, nụ cười xinh tươi sáng như hoa hướng dương, lạnh lùng em bước qua muôn hoa tươi trông theo, còn lại anh ngất ngây trong cơn mơ mình anh. Một cuộc tình mà mình dành riêng cho em, dù năm tháng trôi qua vẫn còn đây, biết yêu em thương em mong em trong trái tim, nhưng không thể nói lên anh yêu em. Hãy bước đi và đừng nghĩ gì, dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em. Dù em ra đi thật xa giấc mơ của anh thầm giữ trong con tim bao dáng của em. Sẽ mãi mơ về em hỡi em, tình yêu trong mơ của anh thật mong một lần được ôm em trong vòng tay, cùng đắm say mộng mơ, mình sẽ mãi bên nhau. Hãy bước đi và đừng nghĩ gì, dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em. Dù em ra đi thật xa giấc mơ của anh thầm giữ trong con tim bằng dáng của em. Về em hỡi em, tình yêu trong mơ của anh thân mong một lần được ôm em trong vòng tay, cùng nhau bước trên yêu thương, cùng đắm say mộng mơ, mình sẽ mãi bên. Quý vị ơi, chỉ với cái mức đầu tư là 16.500.000 thôi, 16.500.000 thôi thì quý vị đã có thể sở hữu cho mình được một cái đôi loa này. Đó, một đôi loa rất là đẹp luôn, B52 BVK2875 quý vị nha. Rất là nhỏ xinh, nhỏ xinh nhưng mà mồm la khá là lớn luôn quý vị. Bé nhưng mà có võ quý vị. Đó, loa nhỏ nhưng mà nó côn 65, hai cái bát 20 côn 65 kết hợp với cả tép neo côn 75. Thế là nó cho ra một cái âm thanh nó cũng khá là mạnh đấy. Và với một đôi loa như này thì mình nghĩ là sẽ sử dụng tốt cho những không gian nó khoảng độ 80m² quý vị nhá. 80m² không gian trong nhà, 80m² là đánh là thoải mái luôn quý vị. Đánh là thoải mái luôn quý vị. Còn đâu nếu mà hội họp mà chỉ cần phát biểu thôi, không cần hát hò. Nếu mà phát biểu không cần hát hò thì mình nghĩ là hơn 100m² thì phát biểu cũng thoải mái, 150m². Tại vì khi mà mình nói thì nó sẽ không cần cái âm lượng lớn như là hát. Hát thì nó sẽ cả cái tiếng micro này, cả tiếng nhạc này, cả effect này các thứ thì nó sẽ tốn nhiều công suất hơn quý vị nhá. Bắt buộc vào lúc đó nó ép cái sức của cái loa nó phải chịu đựng tốt hơn. Đấy, nếu mà dùng cho không gian hát thì một đôi này chơi được 80m². Còn nếu mà quý vị mà sử dụng trong các cái không gian hội trường, hội họp các thứ thì 150m cũng chỉ cần một đôi này thôi, nếu mà chỉ phát biểu quý vị nhá. Còn đâu nếu mà hội trường mà chơi cả văn nghệ,
Nhưng mà làm cả văn nghệ các thứ thì mở 150m thì đương nhiên rồi, phải hai đôi này. Một đôi 80m mà 150m thì 160 rồi. 160 thì hai đôi, 150 làm hai đôi là được rồi quý vị nhá. Ok, quý vị cần sao quan tâm và có nhu cầu thì vui lòng liên hệ trực tiếp DVH Audio để được tư vấn và đặt hàng quý vị nhá. Clip này DVH xin phép dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả thân mến trong những chương trình lần sau.